Hello, chào tất cả các bạn đang có mặt trên kênh của mình nha. Thì là mình đây, hôm nay thì các bạn thấy là trên màn hình của mình không phải là game nữa rồi, mà là một ứng dụng NoClear. Thì đây là ứng dụng mà mình hay sử dụng nhất và mình muốn giới thiệu cho tất cả mọi người đang xem clip này, để mà các bạn trải nghiệm một cái game Free Fire không bị lag, với lại là không bị giật. Thì các bạn nên tải ứng dụng này về, vì mình sử dụng ứng dụng này rất là nhiều rồi. Và mình cũng giới thiệu cho tất cả các bạn luôn, đây là ứng dụng NoClear nha. Đây, C-L-E-A NR này. Đó, các bạn gõ như thế này thì nó sẽ ra nha các bạn. Nó sẽ ra. Đây, đây là cái ứng dụng này. Và để mà đánh giá cho ứng dụng này thì các bạn có thể là đánh giá 5 sao hoặc là bao nhiêu đó, các bạn ghi là good hay là gì đó. Đủ các kiểu đi. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ mở ứng dụng này lên và liệu rằng ứng dụng này sẽ có những cái gì trong đây đây. Gì đây? Hãy mở quyền. Ok, mở quyền gì đây? Chưa cấp quyền bộ nhớ này. Cấp quyền nha các bạn. Rồi. Các bạn chờ một xíu thì nó sẽ hiện lên bắt đầu quét này. Nó có nút bắt đầu quét thì các bạn, nói chung là ứng dụng này nó thao tác rất là nhanh. Khi mà các bạn vào thì nó sẽ có cái chữ bắt đầu quét luôn, cho các bạn quét luôn. Chưa gì là đã thấy là quét được 3.1GB rồi đó. Máy mình là Samsung Galaxy Note 8 và những cái rác trong máy rất là nhiều. Nên là mình sử dụng ứng dụng này để mà dọn rác nha các bạn. Rồi. Thì trong cái ứng dụng này nó có những cái gì nữa? Nó có dọn cache hệ thống này. Thì các bạn khi mà chơi game xong thì nó sẽ chừa lại một cái phần bộ nhớ cache. Các bạn có thể là dọn cái cache hệ thống này cũng được. Và dọn sâu nè, có phần dọn sâu nữa nha các bạn. Đây, đây là những cái tệp lớn nè. Các bạn có thể tìm được trong cái ngóc ngách, trong những cái file của các bạn, trong máy điện thoại của các bạn, những cái tệp nào lớn, rồi những cái video nào lớn, rồi âm thanh nào mà lớn nè. Các bạn, mình sẽ vào thử nha. Đây, đây là những cái video mà của mình nó rất là nặng nha các bạn. Có những video tới tận 2GB mấy luôn nè các bạn. Đấy, và âm thanh này nha các bạn. Âm thanh thì có những âm thanh đến tận 70MB luôn. Gần, nói chung là 1/10GB luôn. Cực kỳ nhiều. Nên là mình sử dụng cái ứng dụng này, nó sẽ tìm ra những cái nào mà nó chiếm cái bộ nhớ máy của mình nhất. Rồi, chúng ta tiếp tục, đó chính là cái gì đây. Mình sẽ qua cái phần là tăng tốc RAM nha. Đây là một cái phần quan trọng khi mỗi lần các bạn mà chơi game thì các bạn bấm vào tăng tốc ngay, thì nó sẽ tăng tốc, nó sẽ dọn hết tất cả những cái ứng dụng chạy ngầm nha các bạn. Và nó sẽ tăng tốc RAM tối đa cho tất cả các bạn khi mà chơi game, trải nghiệm game. Tiếp tục thì mình sẽ qua cái phần là đâu rồi, thông tin ứng dụng. Thì ở trong cái phần thông tin ứng dụng này, nó có một cái là quản lý hình ảnh này các bạn. Quản lý hình ảnh và quản lý ứng dụng. Thì mình sẽ vào quản lý hình ảnh trước. Đây, nó sẽ lọc ra rất là nhiều hình ảnh cho các bạn muốn lựa chọn nè. Hình ảnh tương đồng nè, hình ảnh siêu lớn nè, rồi ảnh chụp màn hình nè, nó sẽ chia ra rất là nhiều. Anh em nào ảnh mờ nè, cũng có ảnh mờ nữa. Anh em nào mà giống như là mình không có tìm ra được những cái ảnh nào mà muốn xóa thì anh em có thể vào quản lý hình ảnh này, anh em xóa một cách rất là gọn gàng luôn. Đó. Đấy, nếu anh em cảm thấy ứng dụng hay thì hãy cho một like và một lượt subscribe. Và đừng quên đánh giá 5 sao cho ứng dụng này nhé. Và mình rất là hay sử dụng ứng dụng này để mà dọn dẹp nha các bạn. Và bây giờ thì các bạn xem tiếp video mà thôi. Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đang có mặt trên kênh của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ đi cùng với lại Thạch Kiều và cô Ngân. Và bây giờ thì cùng với lại là Gao Ba TV. Và liệu rằng trận đầu này mình có thắng được hay không? Ngô đang đứng đợi mời nó kìa. Thì nó đi chứ. Vâng, và đây là con mèo Ngô. Chúng ta có một bạn đồng hành nào là con mèo Ngô. Bánh con mèo. Ủa, mèo của Gil đâu? À, bé yêu của Gil đọc sang tên đúng. Xàm đúng không? Tên đúng xàm đúng có thể luôn. Xem gì, người yêu tôi đấy. Bé yêu của Gil đọc sang tên Ni đâu. Cảm ơn chúng Linh đã lại nha. Đi không quay. Thôi chia tay rồi. Trời ơi. Xem Gil á. Alo trời ơi. Để tôi chóng mắt lên xem mấy người hạnh phúc được bao lâu. Tôi khen. Cái gì yêu? Chưa giờ tôi có tình cảm trên game nữa đó. Không tôi ghim câu nói này nha. Tôi ghim câu nói này nha. Ghim đi cậu. Ngày xưa tôi cũng thế. Tôi bảo là còn lâu tôi mới yêu người trên game. Không phải không yêu người trên game mà là chơi trên game ít khi tôi có tình cảm trên game lắm. Ít thì ít chứ không phải là không có. Thì vẫn có nhưng mà tất nhiên là rất là khó, hiểu không? Đâu phải là chơi một hai trận chơi mình thích người nào được, làm sao thế được. Ngày xưa các bạn còn không cần chơi cơ. Các bạn chơi hồi nét, xưa là các bạn không cần chơi game thôi, chơi cái khác thôi cũng được. Bậy rồi. Hả? AS7 còn biết bao nhiêu bạn nhỏ đây. Chơi khác như kiểu là chơi thể thao, chơi bóng đá, đủ các kiểu.
Ai tự nghĩ bậy xong rồi bảo ad như thế không được rồi. Đúng rồi. Đầu óc thực sự đầu óc nghĩ bậy bạ, không có người nói bậy. Chỉ có người nghĩ bậy thôi. Làm đúng không cô? Đúng cô. Là đúng không cô? Cô quần què lấy luôn cái khẩu MP40 của tôi. Tôi thấy trước mà tôi xí trước mà. Đây, cái không lượm được cái chơi luôn á. Từ từ. Gạo bạc chơi máy rung rồi đậu xanh, giảm mít gạo bạc xuống nè, gạo bạc chơi máy rung. Hay là tôi chơi cái máy gì đâu. Không có cái gì rung luôn người em luôn. Có. Có cái gì rung. Mình nghe tiếng mình vang lại bên gạo bạc luôn các bạn ạ. Trời ơi, đậu xanh cực kỳ nguy hiểm. Ủa sao tôi không nghe? Không nghe hả? Em cũng không nghe luôn. Nghe tiếng máy từ rung nghe cái gì là... máy rung thật có tiếng máy rung thật không có tiếng máy rung à, à tiếng rung máy rung ngoài máy rung là máy massage đó đừng máy rung máy massage còn ngoài sao gọi là máy massage đi đồ đồ ai ăn dạo này nghĩ bậy nhiều ok không? Bây giờ mình sẽ chơi cái trò này nha các bạn. Yêu kể một cái câu chuyện nghịch ngu thời trẻ trâu. Ngày xưa tôi vẫn nhớ hồi lúc bé á, nhà bác hàng xóm có nuôi con gà, chuyện có thật luôn nhá chứ không phải kể. Thế là kiểu rồi hồi bé mình ơi có thằng nhà lờ bồ tiếp tục kể, kể tiếp tục kể tiếp đi kể tiếp đi kêu. Ngày xưa khi con thơ bé em vẫn hay gọi mẹ bắt gà. Bắt con gà là bắt con gà. Yêu bắt con gà nha các bạn. Trời ơi cô Ngân trời, trời ơi gì thế cô. Cô bán gì gà hả? Nghỉ game đi. Khóm lụ nè. Mà có khóm lụ nè. Đâu 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 đưa. Đưa anh. Bên này nè. Ok. Bên này nè. Ôi ôi, hài lai là đấy. Ghiêu, ghiêu. Đậu xanh ghiêu. Rồi, tiếp tục. Một câu chuyện hài bắt đầu. Lộn, câu chuyện vui bắt đầu. Hết rồi, kể xong rồi gì? Rồi, bắt rồi có con gà sao? Nhà hàng xóm, cô hàng xóm có con gà. Bao nhiêu ký? Cái này rồi, không nghe hả? Không, không nghe. Con gà, gà bao nhiêu ký? 45 hả? Không. Không. Không, okay, bé mà bé tí à, lúc rồi. Có mấy tuổi à rồi sao nữa xong tôi đá con gà tôi đá con gà thế là gà chồng cái thóp ấy rồi sao tôi nữa nó, thì nó nằm thế là tôi kiểu tôi khám cho nó tôi sờ xem nó tim đập không các thứ xong tôi nghĩ là để dưới ở chỗ lạnh ấm ấm ấy chỗ lạnh thì nó lạnh và nó sẽ bò lên đấy tôi để nó dưới cái cống thế là nó chết nó thối om lên. Ác mà chưa. Thế là tối nay hàng xóm đi tìm cơ không thấy nhưng mà lúc mình sợ mình cũng không dám nói. Thế là hình như 2-3 hôm sau nó thối lên thì phải. Ác yêu ác quả trưởng nha các bạn. Người bé biết gì đâu, cứ nghĩ cho nó lạnh ấy, nó sợ nó sẽ rút lên đấy. Sợ sẽ rút nghĩ lên. Là nó giả chết. Nên mình nhắn mình giấu nó dưới cống. Được rồi. Cười 5 thôi còn AS cười thêm 5 nữa mình vừa ác ngoại trưởng. Chủ tịch giả vờ đá gà và cái kết á. Rồi ok AS sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về con gà luôn. Đó có một cái bầy gà. Bầy gà của nhà hàng xóm luôn. Thì có gà mẹ với lại bầy gà con. Thế là mình cầm một cái đĩa CD á. Các bạn biết cái đĩa CD không? Cái đĩa CD là đĩa tròn tròn á để coi phim á. Mình lia một phát. Hai con gà con nằm nhảy lên 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 lên. Cái xong nguyên không lia đại cho vui thôi. Thì hai con gà con nó nhảy lên 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 lên. Cái con thấy nguyên bầy con gà chạy đi mất tiêu luôn. Cái xong mình tới mình thấy hai con gà con đang nhảy lên lên lên. Cái mình tới mình up lên tay, mình up lên tay thôi, kiểu như là up lên tay cho vui. Cái xong rồi mình nhìn ra sau lưng cái con gà mẹ nó bay tới. Quất 3-4 cước sau lưng. Đậu xanh, con gà mẹ ác lắm, nó tới nó quất 3-4 cước sau lưng luôn, một cước ngay phía bên cánh tay phải của mình á. Đó, chảy máu luôn.
Cái xong rồi mình khóc quá trời, chạy về mình kêu con gà nào, con gà đá con, đậu xanh, thời trẻ trâu à. Thời bé tôi sợ, sợ nhất là gà ác ấy. Ngày xưa tôi bị gà ác nó đá suốt luôn. Tôi sang nhà hàng xóm chơi sợ hơn cả sợ chó mà. Gà ác nó cứ nhảy vào nó cào cấu xé mình ấy. Nó một gà, không mà con gà kia nó đá đau thiệt, thề luôn. Mình còn nhớ cái vết đá của con gà mà, trời. Đời mình sợ nhất là con gà ác. Ngày bé nó ác mộng luôn á. Đâu phóng lựu em, đâu? Phóng lựu đâu? Đây, đây, đây. Rác ở đâu cũng có gà ác, sợ hơn cả sợ chó luôn. Đạn, đạn em. Ơ? Đạn. Đưa xuống nhà ngay cái tay cái bán đây đậu xanh không. Ủa vãi cướp giật kìa. Thôi có rồi, có rồi đấy. Em đưa pháo lựu cho anh rồi 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 được rồi. Nãy em mới bị lag xong. Ok, thank okay. You. Rồi đến Cao Bạc kể. Cao Bạc có bốn, có bốn, có bốn. Cao Bạc kể một câu chuyện. Chưa có không? Đây 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 đây. Ờ đúng rồi, có bốn đâu. Này có bốn này, kể đi. Một năm trước. Không, trẻ trâu á, một năm trước là còn trẻ trâu á. Ừ. Nhưng mà em thấy cái một năm trước là mai có bầu hả? Một năm trước là mai có bầu hả? Chắc chắn là ai là mai có bầu, chỉ chọt ai có bầu thì. Cái gì ghiêu ghiêu. 2000 năm người, 2006 người đang xem đó. Phải lên. Ghiêu vãi cả ghiêu. Ghiêu nó bậy quá. AS nó bậy đấy. Đấy nhiều khi AS nó bậy mình không muốn chơi. Kể đi bác, kể đi bác. Bác, kể đi bác. Ừ. Không, kể đúng nghịch ngu thế bây giờ đi, kể bây giờ đi. Kể cái lúc mà nghịch ngu ấy. Ừ. Hả? Thì một năm trước nghịch ngu thấy cô Ngân xinh xinh này nhảy vào tán như thật. Xong tới khi bà đổ xong bây giờ dính bây giờ luôn, quá ngu luôn. Trời. Okay. À, ôi, à, ồ, như, à, như vậy là ồ. Bạc làm cô Ngân dính đúng không? À, thứ không là bạc làm cô Ngân dính đúng không? Mày. Đó, bạc nói là dính tới giờ luôn kìa. Trời đồ. Dính tới giờ luôn kìa. Nạt 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 nạt. Ủa nhưng mà dính cái gì vậy? Ai không biết. Cậu bảo dính cái gì bọn tôi có biết gì đâu. Cậu bảo cậu dính gì mà. Ờ đúng rồi. Bảo tôi nghe cậu nói. Ok bây giờ thì mình sẽ kể. Ấy trên đồi chạy. Không phải. Bây giờ cô kể một câu chuyện nghịch ngu hồi trẻ trâu đi cô. Không có. Hao tôi hồi trẻ trâu cô không nghịch ngu hả? Thiệt không? Trời tin được không? Tin được không mọi người? Cô ơi, hiện tại 2006 người không tin đó. À, em nhớ cái chuyện nghịch ngu nhất của em hồi xưa rồi. Để em kể cho nghe. Thời ngày xưa ấy, hồi đó em mới học lớp 1 thôi. Đó. Mà cái năm mẫu giáo này em thích con bé kia. Hiểu không? Đó. Xong rồi cái lên từ lớp 1 là xong mấy thằng lớp 5 ấy nó bảo mình là tỏ tình đi. Xong cây là ngày hôm đó. Cái ngày hôm đó một cái ngày hơi bị đẹp trời luôn, trời thề luôn, trời trong xanh gió mát. Chạy lại trước mặt con đó, đứng trước toàn trường luôn. Anh có tưởng tượng được cái cảnh mà rất là nhiều người đang đứng ở dưới sân trường mà em lớp 1 thôi, em đứng em cầu hôn nó, trời ơi thề luôn. Hết rồi đó. Cầu hôn hả? Vãi lên cầu hôn. Lớp 1 mà thông minh vãi chưởng, thề luôn, IQ tỷ đây rồi. Cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà câu chuyện hơi lãng xíu. Thêm muối. Cô! Thêm muối cô. Cô kể đi cô. Bây giờ cô kể được á. Ơi cái gì đây? Đậu xanh nó từ đâu ra vậy? Ơi nó bắn em đi. Cứu. Tắt kêu đã bị lia, lia rồi, lia rồi. Lia rồi. Cứu yêu kìa, cứu yêu kìa, cứu anh Cao Bạc, cứu yêu cô Ngân. Cứu yêu kìa. Trời ơi, okay. Cứu yêu rồi, cứu yêu im lặng kìa. Cái câu chuyện anh lãng quá, xong mấy người im lặng luôn. Anh sử dụng hết phóng lựu để cứu mọi người đó. Cực kỳ nguy hiểm, cảm ơn đi chứ. Úi, nhặt nhầm súng. Lỡ kỹ thuật, lỡ kỹ thuật. Là ra nó đâm một cái. Cút nè. Tại mấy người ấy. Ngồi kể chuyện xong hồi ngồi nghe nghe đã xong tới khi địch tới, từ lúc địch nó ở trong nhà không biết luôn. Ừ, đúng rồi đó. Nhưng mà vừa xong chưa được nghe câu chuyện của Cao Bạc kể lại đi. Trời ơi, cái câu chuyện tôi lãng xẹt. Ông nghe chưa nghe câu chuyện của Cao Bạc. Chưa nghe câu chuyện của Cao Bạc. Thôi nghe câu chuyện của Ngân đi. Chúng ta nét qua câu chuyện của Ngân đi. Chôn. Ờ đến cô Ngân đấy. Liên quan đến mẹ của Ngân chứ không phải con. À rồi rồi tiếp tục. À rồi thế kể đi. Ờ thế là
Đó là năm lớp 8. Xong rồi ngày 20 tháng 11 á. Ừ. Xong rồi mẹ đi tặng bông. Mẹ tặng bông cho cô. Nhưng mà ở trong cái đó là có cái tỷ thư. Ừ. Xong rồi có tiền ở trong đó. Ừ. Cái tiền cô lấy rồi... Cái cô lấy. Từ từ ad để cái hệ cái web à, rồi 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 sorry cô. Thế xong rồi cô lấy cái đó. Cô lấy cái đó xong rồi cô không có lấy tiền. Cô không có lấy tiền xong rồi cô gọi lên cô mời phụ huynh luôn chứ. Mời phụ huynh xong rồi hình như có hiệu trưởng luôn xong trả lại trước mặt mẹ luôn chứ quỳ. Vậy luôn. Cuối cùng cái câu chuyện này yếu, nhà đó yếu. Hiểu mà. Ok, là có nghĩa là trong đó có tiền. Thế xong rồi mời phụ huynh lên. Rồi hiểu. Ui, AS. Áo huyền thoại hồi trước. Ô 127,93 máu rồi. Ui, ô sao phạm mới bắn xe sao mạnh thế? Hành lang ngoài. Kìa sau lưng kìa Gil. Đậu xanh. Có mìn, có bom, đậu xanh các kiểu. Giao tranh ở trên kinh khủng quá. Trời ơi, qua đây. Trời ơi, đừng để nó kìa. Rồi. Xanh. Ngào luôn đậu xanh, thằng này bắn nhìn sang bên phía bên kia, thằng kia bắn. Trời ơi, Gil làm gì Gil? Phải các bạn chết ạ. Là có nghĩa là cô Ngân lấy tiền nhưng mà không lấy hoa. Á lộn, là có nghĩa câu chuyện là như thế này. Trong đó có tiền, cái xong rồi sau đó là mời phụ huynh luôn. Rồi ok, như vậy là câu chuyện. Nói chung ấy là mẹ cô Ngân là gọi là gửi ít phong bì cho cô giáo để như kiểu để cô ấy kèm cặp học sinh, kèm cặp cô Ngân, cô Ngân cô lại thấy tiền trong đấy cô lại đưa lên kiểu gọi là phụ huynh lên, cuối cùng là gọi là tuyên dương là học sinh không lấy tiền của mẹ mà lại gửi lại cho mẹ đấy, kiểu thế. À rồi. Đúng quay lớn lắm. Ok. Xoay vòng lại mình thì hồi xưa mình có một trò nghịch ngu như thế này. Thằng em của mình về em ở dưới quê á, lên nhà chơi. Cái xong rồi mình thì mình có hẹn với mấy đứa bạn của mình á. Từ nha, im lặng để tôi kể coi. Có biết lịch sử là gì không? Hả? Mình phải im lặng để ai kể. Rồi, ok. Nhịn cái nụ cười lại kêu à. Okay. Ok, rồi mình thì thằng em dưới quê lên chơi. Thì mình có hẹn với mấy đứa bạn của mình đi bắn đột kích. Lúc đó đột kích mới ra luôn á, mình có hẹn với mấy đứa bạn của mình đi bắn đột kích. Cái xong rồi mình nói mình đi bắn đột kích, cái xong nó đòi theo, cái mình không cho, mình không thích nó. Mình không thích, kiểu như mình không thích nó. Cái xong rồi mình mới kêu là, ê tao có một trò chơi này vui lắm nè. Cái xong rồi mình lấy ổ khóa mà khóa cửa nhà á, với lại sợi dây xích. Cái kêu nó đứng vào cửa sổ. Cái mình khóa. Mình xức ngang em. Ơi. À từ. Ok. Dưới đôi có nữa nhá. Dưới đôi sao cột điện. Ok. Cái xong rồi mình lấy ổ khóa mình xích. Một gục. Nó chạy lên kìa. Đậu xanh view chơi SKS, VSS, đậu xanh trả lời. Sau cột điện mà. Yếu, sau cột điện yếu. Sau cột điện còn một máu. Ok, cái xong rồi mình lấy ổ khóa, mình xích nó lại. Mình xích ngay cái cửa sổ. Mình xích ngay cái cửa sổ, cái xong mình đi chơi. Mình mình đi chơi mà mình cầm theo chìa khóa theo. Cái mình đi chơi net xong rồi khoảng tầm 1 tiếng. Cái xong rồi mình chơi xong mình quên nó luôn. Cái mình đi chơi tiếp. Mình đi chơi đá banh xuống dưới trường học đá banh. Cái xong rồi lúc mà mình về nhà thì thấy ba mẹ rồi cô dì chú bác đang cầm cưa ổ khóa. Khốn nạn nó lên. Cái này. Cái xong rồi ba mình chụp đầu mình vô. Quất tạch. Chụp đầu mình vô. Cái xong rồi đưa cho mẹ mình quất tạch. Trời ơi. Cầm cái cán chổi mà quất đâu thì thôi nhá. Ôi, ở kia kìa. Từ chút anh một người nhưng mà bên đầu này có ad đấy, từ nhá. Em vừa nghe tọt. Rồi đến Gil đó Gil. Lại đến tôi.
chưa? Trời, bắn VS không bắn được luôn, thật. Cũng ngồi đứng kìa, chấp nhô kìa, ui xảy rồi. Nhô cái cùng quay. Tôi đẩy xuống. Bé đầu, bé đầu, bé đầu. Chắc là ăn. Chắc là ăn được ngay. Trời ơi, mấy chạy đường đó có phải là chết không? Nghịch ngu rồi, mấy chú à. Nghịch ngu rồi. Ok, đến ghiêu đó. Ghiêu xong. Đến ghiêu đó. Cái gì đây nè ghiêu? Cái gì tít tít này? À? Ui, min. Ủa sao nó không nổ chết mà mình lại nổ chết ta? Nó quật dao kìa, nó quật dao kìa. Chơi nó. Để tôi. Đang nghĩ trong câu chuyện gì ngày xưa mình ngu ta. Ôi rồi. Tự sát luôn kìa. Vãi cả bom rất sống đầu xanh. Tự sát luôn. Cực kỳ là nguy hiểm đến từ vị trí của thanh niên rồi nãy. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.